Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi các ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan để xem xét trả lời. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp tục nhận được ý kiến trả lời của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri Ninh Bình với nội dung kiến nghị. Hiện nay còn một số trường hợp quân nhân mất tin, mất tích do gia đình kê khai lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, hồ sơ tài liệu giá trị pháp lý và các nhân chứng biết sự việc liên quan đến quân nhân mất tin, mất tích không còn. Các cơ quan chức năng đã có kết luận không có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị nhà nước quan tâm xem xét xác nhận là liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công cho các trường hợp nêu trên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời như sau. Việc xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp quân nhân tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sau này không trở về, mất tin, mất tích, được quy định tại Nghị định số 31 ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 202 ngày 7 tháng 11 năm 2013 của Bộ Quốc phòng. Đây là những nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thiết lập hồ sơ. Nếu cơ quan đơn vị quản lý người mất tin, mất tích trước đây là và địa phương, các cơ quan quân đội hoặc cơ quan công an có thẩm quyền, không còn lưu trữ được thông tin về quân nhân hoặc cá nhân mất tin, mất tích, nghĩa là không có chứng cứ khẳng định người đó đã phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ, đồng thời có trách nhiệm trong việc xác lập hồ sơ thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trẻ hóa cấp ủy là một yêu cầu luôn được nêu ra tại mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, chỉ tiêu này thường là rất khó hoàn thành ở nhiều cấp ủy cơ sở. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cán bộ trẻ hiện nay còn thiếu, đặc biệt là nguồn trẻ để kiện toàn vào cấp ủy ở các chi bộ thôn xóm phố. Tại huyện Yên Mô, một số đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp hiệu quả gỡ khó cho vấn đề này. Xã Yên Thắng vừa hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022. Nếu như nhiệm kỳ trước chỉ có 2 chi bộ thôn xóm có người tham gia cấp ủy trẻ dưới 40 tuổi, thì sau đại hội này, toàn đảng bộ xã đã có 8 chi bộ kiện toàn được cấp ủy trẻ, tăng gấp 4 lần. Mình cũng phải tập trung thứ nhất là phân tích cho anh em trẻ tuổi để người ta sẵn sàng đảm nhiệm các cái nhiệm vụ để cho nó đảm bảo cho cái công tác xây dựng đảng, tăng cường cái đó thì anh em đã nhận thức ra và thấy đó là trách nhiệm của mình. Các đồng chí trẻ thì cũng đã hăng say và từng bước đã nhận nhiệm vụ. Cấp ủy trẻ được kiện toàn giúp cho việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương cũng nhanh nhạy hơn, quyết đoán hơn. Điển hình như ở chi bộ thôn Cầu Mễ, sau hơn một nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Lương, dù mới 31 tuổi đời, nhưng đã tự tin lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ ở địa phương. Anh và các đồng chí cấp ủy đã vận động nhân dân triển khai thành công mô hình chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa cá, mang lại thu nhập cao hơn gấp 4 lần so với trước đây. Tôi vẫn phải tiếp tục là học tập cơ bản về cái trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Sau đó thì nắm bắt được tình hình thực tiễn của nhân dân trong chi bộ thì từ đấy đưa ra những cái đường hướng chủ đạo để cho chi bộ cũng như là thôn ngày càng phát triển hơn. Trẻ hóa cán bộ cũng là vấn đề trọng tâm Đảng bộ xã Yên Lâm, huyện Yên Mô chú trọng thực hiện trong nhiều nhiệm kỳ qua. Với lãnh đạo xã, việc thu hút cán bộ trẻ có trình độ về công tác tại xã tạo điều kiện để họ được đi học tập, nâng cao trình độ là giải pháp cơ bản, từng bước tạo nguồn cho cấp ủy địa phương. Đối với chi bộ thôn xóm thì riêng ở xã Yên Lâm ấy, thì sau khi mà thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì anh em tôi cũng có cái tập trung giáo dục giúp đỡ để anh em phát triển thành đảng viên. Một số anh em thanh niên đã học xong cao đẳng đại học, tôi ưu tiên đặc biệt luôn. Thứ nhất là giao cho anh em làm bí thư chi đoàn, cán bộ không chuyên trách trên xã. Đó là cái nguồn để tạo cho anh em tôi có cái công tác chủ động, chúng tôi trẻ hóa. Với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, tỷ lệ cấp ủy trẻ ở Yên Lâm tăng nhanh. Nhiệm kỳ 2010-2015, số lượng đảng viên trẻ tham gia ban chấp hành có 3 đồng chí, bằng 20%, thì tới nhiệm kỳ 2020-2025. Còn số này là 46,7%. Trong đó có đồng chí hơn 30 tuổi đã tham gia ban thường vụ. 12 trên 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, đội ngũ cấp ủy đã được trẻ hóa trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Mô hình chuối cá này lần đầu tiên được triển khai tại thôn Đồng Đoài, xã Yên Lâm. Cải tạo ruộng cây lúa kém hiệu quả, người dân chuyển sang trồng chuối Thái Lan kết hợp nuôi cá, mang lại thu nhập khá cao, 200 triệu đồng trên hecta trên năm.
Đây là kết quả từ sự mạnh dạn học hỏi, vận động nhân dân của chi ủy thôn, mà đi đầu là người bí thư chi bộ mới hơn 30 tuổi đời. Năng động, dám nghĩ, dám làm, anh cùng cấp ủy chi bộ đã vận dụng sáng tạo theo hướng dẫn của cấp trên, chọn những vấn đề sát với thực tế của thôn, xóm mình để triển khai đến đảng viên, nhân dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Bản thân tôi cũng xác định đây là một trong những cái vinh dự và cũng đây là một cái nhiệm vụ mà hết sức khó khăn, là mình phải cố gắng học tập kinh nghiệm từ các thế hệ đàn anh đi trước. Sau đó nữa là luôn luôn nỗ lực phấn đấu cố gắng để làm sao hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được cấp ủy cấp trên và được chi bộ tin tưởng giao cho. Các giải pháp hiệu quả giúp gỡ khó trong việc trẻ hóa cấp ủy ở cơ sở, ở Đảng bộ xã Yên Thắng và Yên Lâm là những cách làm hay đang được nhân rộng ở huyện Yên Mô. Thực tế chứng minh chỉ khi lãnh đạo cấp ủy các cấp nhận thức đúng đắn về trẻ hóa đội ngũ cán bộ, sâu sát có tầm nhìn chiến lược về công tác cán bộ, tạo điều kiện môi trường tốt thì người trẻ mới có cơ hội tự khẳng định năng lực bản thân, tích cực tham gia, cống hiến, thực hiện tốt các nhiệm vụ ở địa phương. Ngày 5 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona chủng mới nCoV do Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Á thực hiện. Hiện bộ sinh phẩm này vừa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Quá trình nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới nCoV được thực hiện theo quy trình hết sức nghiêm ngặt. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới sản xuất. Các tiêu chí của bộ kit đã được kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đặc biệt, bộ kit được đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân với 5 thiết bị phổ biến ở các cơ sở đều cho kết quả chính xác tin cậy tại tất cả các thiết bị và tất cả các lần thử nghiệm. Cái độ đặc hiệu thì đã là khẳng định được là 100%. Độ đặc hiệu đây nó rất quan trọng ở cái chỗ là khi chúng ta đã khẳng định trường hợp này âm tính, có nghĩa là 100% là chính xác và người ta không bị nhiễm cái con virus này. Và về cái năng lực sản xuất ấy, thì một ngày như mình có trao đổi đó là được khoảng 10.000 test. Và nếu như tăng ca có thể được 2 đến 3 lần cái con số đó. Dựa trên kết quả tích cực này, ngày 4 tháng 3, Bộ Y tế đã có quyết định 774 về việc ban hành danh mục hai sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus corona được cấp số đăng ký do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế mới đây cho biết, từ ngày 5 tháng 3, Việt Nam thực hiện khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Campuchia. Trước đó, Việt Nam đã bắt buộc thực hiện khai báo y tế đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran, Italy. Đây là lần đầu tiên ứng dụng tờ khai điện tử được triển khai đối với khách nhập cảnh về từ Campuchia. Với tờ khai này, người nhập cảnh vào Việt Nam có thể khai ngay trên điện thoại. Khi làm thủ tục check-in, mỗi hành khách chỉ cần quét mã QR code sẽ có đầy đủ thông tin cần khai báo. Sau khi khai báo, toàn bộ thông tin từ tờ khai y tế sẽ được hệ thống cập nhật tự động về các trung tâm chống dịch và các cơ quan chức năng của Việt Nam để quản lý. Việc áp dụng tờ khai y tế điện tử với dữ liệu thông tin lưu trữ trên hệ thống mạng cũng sẽ kiểm soát được toàn bộ quá trình di chuyển của hành khách cũng như các ca bệnh nghi ngờ. Tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến liên quan đến chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng. Theo thống kê tại Việt Nam, năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 1,1%, chiếm 0,2% số người hiện đang sử dụng thuốc lá truyền thống. Thực tế cho thấy tỷ lệ này có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn và đặc biệt ở giới trẻ. Vì vậy, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có quy định cấm bán, sản xuất, quảng cáo cả hai loại thuốc lá này. Cơ quan chức năng cần kiểm soát các hoạt động quảng cáo buôn bán các sản phẩm này khi các sản phẩm này chưa được phép lưu hành trên thị trường. Các chuyên gia nhận định, việc thực thi môi trường không khói thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại Việt Nam đã được thực hiện tốt, tuy nhiên giải pháp thuế và giá thuốc lá còn hạn chế. Đặc biệt, trước tác hại của thuốc lá thế hệ mới như mở rộng tập lựa chọn sản phẩm độc hại, gây ảnh hưởng tới môi trường vì lượng rác thải rắn, gia tăng gánh nặng và chi phí bệnh tật và không phải là biện pháp thay thế thuốc lá truyền thống. Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất như cấm không cho phép lưu hành cả thuốc lá điện tử lẫn thuốc lá làm nóng vì đều là các sản phẩm gây hại và không phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường, giảm việc buôn bán tràn lan các sản phẩm chưa được phép lưu thông. Theo thống kê, đã có hơn 40 quốc gia cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, trong đó 5 quốc gia thuộc ASEAN.
thành lập hơn một năm qua, không kể thời gian, khoảng cách, khi có người cần là các thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Ninh Bình lại lên đường sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng quý giá. Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH âm tính được thành lập với hơn 30 thành viên đã đi vào hoạt động. Ngoài những trường hợp đột xuất, các thành viên câu lạc bộ còn tham gia hiến máu 2 lần trên năm tại địa phương. Trước hết em nghĩ là khi mà mình hiến máu thì mình có thể giúp ích được cho cộng đồng. Mình có thể hiến máu để cứu những cái bệnh nhân mà mắc bệnh hiểm nghèo. Và một cái nữa là thật ra hiến máu cứu người thì mình cũng có thể giúp ích được cho cơ thể của mình nữa. Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, ở Việt Nam, nhóm máu có kháng nguyên R âm tính ít gặp, thường được gọi là nhóm máu hiếm, chiếm tỷ lệ 0,04% đến 0,07% dân số. Nếu người mang nhóm máu RH trừ không được truyền đúng nhóm máu có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm. Do vậy, việc thành lập và đưa câu lạc bộ nhóm máu hiếm vào hoạt động là điều vô cùng quan trọng, qua đó giúp các bệnh nhân, Hội Chữ thập đỏ nhanh chóng liên hệ với nguồn hiến tặng khi bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp. Những bạn mà có những nhóm máu RH trừ, các bạn khi mà xét nghiệm và tham gia chương trình hiến máu thì các bạn đã biết được là mình đang ở nhóm máu hiếm. Và sau khi mà các bạn biết thì các bạn nâng cao được trách nhiệm là mình có cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái chương trình hiến máu, cũng như là ở một giọt ở lại thì sẽ có một cuộc đời ở lại tiếp ạ. Thì như thế thì các bạn ấy, những chương trình tiếp theo mà bên em có liên hệ với các bạn, nhất là các bạn có nhóm máu hiếm, thì các bạn ấy vẫn tích cực tham gia và tự bảo vệ bản thân mình hơn khi mà biết rằng bản thân mình là máu hiếm ạ. Mong rằng tới đây, câu lạc bộ của những người thuộc nhóm máu hiếm sẽ có thêm những thành viên tích cực. Tinh thần sẵn sàng cho đi giọt máu hiếm của họ chính là sự bù đắp đẹp đẽ nhất của những thành viên trong cộng đồng người mang nhóm máu hiếm dành cho nhau, dành cho những người bệnh cần máu. Trường Đại học Hoa Lư vừa phối hợp với đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Vinh tổ chức đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đợt khảo sát từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 3, đoàn chuyên gia trực tiếp kiểm tra các hồ sơ minh chứng, thực hiện các phiên trao đổi phỏng vấn, lấy ý kiến đối với lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhà sử dụng lao động, cựu học sinh, sinh viên và người học tại các khoa, ngành đào tạo, tham quan, quan sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của nhà trường. Mục đích chính của việc khảo sát là nhằm đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Dựa trên kết quả đánh giá, nhà trường sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan và toàn diện, từ đó có cơ sở xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại cần khắc phục nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 65.865 tấn thịt các loại, trong đó gia tăng nhập khẩu mạnh nhất là thịt lợn với số lượng tăng tới 150% so với cùng kỳ năm 2019. Theo báo cáo của các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2020, tổng số lượng thịt nhập khẩu là 65.865 tấn. Cụ thể, 2 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt lợn đạt hơn 13.816 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu từ Canada là 33,06%, Đức là 25,4%, Brazil là 16,1%, Ba Lan là 15,81% và Hoa Kỳ là 7,78%. Với thịt trâu bò và sản phẩm thịt trâu bò, nhập khẩu hơn 12.459 tấn thịt bò và 12.934 tấn thịt trâu. Trong đó, thịt trâu nhập khẩu 100% từ Ấn Độ, thịt bò nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ, Australia, Canada. Với thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm, nhập khẩu hơn 26.656 tấn, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Brazil. Từ đây, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến cho chương trình của Đài bằng cách nhắn tin hoặc gọi đến số máy 0888 036199. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.